Dạ vâng, xin chào mọi người. Thì mình là chủ kênh TikTok luyện thi PTE Visa 462. Thì mình chuyên hỗ trợ cho mọi người qua Úc là nông nghiệp theo cái diện là Visa 462 hoặc là các cái diện visa khác, nếu như mà mọi người không đạt đủ cái điều kiện của Visa 462 mà đại sứ quán yêu cầu. Thì trước khi vào cái buổi nói chuyện cũng như là bài giảng ngày hôm nay ấy, thì mình nói chuyện qua với mọi người một chút, bởi vì là trên YouTube thì mình có thể nói chuyện với mọi người được nhiều hơn. Còn trên kênh TikTok thì do cái nền tảng của họ họ khống chế cái thời gian, cho nên là mình chỉ có thể làm được 1-2 phút thôi thì không nói được nhiều. Thì hôm nay thì mình ngồi nói chuyện với mọi người thì hy vọng rằng sẽ giúp ích được cho mọi người, hỗ trợ cho mọi người qua Úc một cách nó đơn giản hơn. Thế thì trước khi vào cái bài giảng nhé, thì mình xin lưu ý mọi người là cái kênh TikTok của mình đây đấy, nó có cái giao diện như này, có số lượng follow hiện tại là hơn 7.800, rất là nhiều rồi. Thì mình mới lập cái kênh này ra để hỗ trợ cho mọi người thôi. Thì trên mạng thì rất là nhiều đơn vị, cá nhân, tổ chức họ sử dụng cái hình ảnh video của mình nhằm cái mục đích là trục lợi cá nhân. Đấy, cho nên là mọi người lưu ý nhé. Thì khi mà liên hệ với mình ấy, thì hãy liên hệ qua kênh TikTok này. Đấy, mình sử dụng duy nhất một số điện thoại là 0967 016126. Xin nhắc lại cho mọi người là mình sử dụng mỗi một cái số điện thoại duy nhất là 0967 016126. Thì từ ngoài ra thì mình không sử dụng thêm số điện thoại nào khác. Trường hợp mà mọi người thấy số điện thoại khác thì mọi người hãy lưu ý cái giọng của mình. Cái giọng của mình, cái mặt của mình thì ở trên TikTok các bạn nhìn thấy rồi, cũng như cái giọng trên đó cũng có rồi. Thì nếu mà qua điện thoại thì nó sẽ không biến đổi đâu nhé. Đấy, cho nên là mọi người lưu ý để tránh là bị là lợi dụng. Mình sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho cái phần là người khác sử dụng hình ảnh của mình để liên hệ với mọi người, được chưa ạ? Rồi, thì đó là cái lưu ý đầu tiên. Mình xin giới thiệu thì mình chuyên là hỗ trợ cho mọi người cũ là nông nghiệp. Thì bây giờ cũng là đầu tháng 2 rồi, thì đến tháng 6, tháng 7 bên Úc người ta sẽ vào cái vụ thu hoạch chính. Thì khi đó cần rất là nhiều nguồn lao động. Chính vì vậy mà tháng 7 nào cũng vậy thì đại sứ quán sẽ mở cho chúng ta qua cái cổng IMEI để cho mọi người xin visa một người của Úc làm việc. Và bên mình có nông trại bên đó, cộng với lại nông trại bên người thân họ hàng thì cũng cần khá là nhiều người. Nhất là sau cái dịch Covid thì cái việc là nguồn lao động rất là khan hiếm. Bên Úc ấy thì chủ yếu họ là cái ốc đảo, mà Úc bản chất là họ là một quần đảo rất là lớn nhé, lớn nhất thế giới đấy, chứ họ không phải là cái lục địa một mình họ mà đảo luôn. Dân số của họ thì khoảng độ 25 triệu, thì bằng 1/4 lần Việt Nam. Dân số lao động là cái số người trong độ tuổi lao động ấy là khoảng độ 10 triệu người, trong đó thì khoảng 4%, tức là 400.000 người là lao động ở lĩnh vực nông nghiệp, mà họ phải nuôi những 25 triệu người. Cho nên là họ trung bình tính ra ấy, thì một người Úc có thể là nuôi được 200 người. Nếu mà tính như bình quân ra là một người Úc làm nông nghiệp sẽ nuôi khoảng 200 người. Đấy, cái hiệu suất của họ rất là cao, cao rất là nhiều so với bên Việt Nam chúng ta. Được chưa ạ? Cho nên là họ cần cái nguồn lao động nhân lực giá rẻ cộng với lại có trình độ ngoại ngữ. Đấy, thì đây là kênh video của mình nhá. Thì mình mới làm được cách đây 1 tuần thôi, thì để mục đích là chia sẻ những kiến thức cũng như là quảng bá cho mọi người biết được những thông tin qua Úc theo cái dịch vụ visa 462, và mọi người biết đến mình là mình cũng cần người để mình tuyển người qua bên Úc. Bên này thì cũng là mình vừa mới về Việt Nam ăn Tết 2023 này, thì mình về Việt Nam mình ăn Tết thì tiện thể rằng mình lấy người qua bên Úc đào tạo. Bên này Việt Nam mình thì mình vẫn có người để hỗ trợ cho mọi người thi PTE nhé, thi cái chứng chỉ tiếng Anh. Để mọi người muốn sang bên Úc hay bên Anh ấy, hay bên Mỹ, Canada thì mọi người cần phải có cái chứng chỉ tiếng Anh. Được chưa ạ? Không nói được nhiều thì phải nói được ít. Nếu như mà mọi người qua cái visa 462 ấy, thì mọi người cần phải có những cái điều kiện sau này. Một là mọi người phải có cái bằng đại học hoặc cao đẳng, ít nhất là phải hoàn thành 2 năm. Đó.
Cho nên ấy, là mọi người lưu ý cho mình nhá. Cái thứ hai là mọi người phải có cái chứng chỉ ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Anh. Chứng chỉ thấp nhất của họ yêu cầu là PTE 30, tương đương với IELTS 4.5, được chưa ạ? Rồi cái thứ ba là mọi người phải đạt được cái độ tuổi giới hạn của họ từ 18 cho dưới 32 tuổi. Như vậy thì mọi người mới có thể là qua Úc lại làm nông nghiệp được. Được chưa ạ? Trường hợp mà mọi người không đạt được cái điều kiện do độ tuổi, do bằng đại học hay là do ngôn ngữ mà mọi người không đạt được ấy, thì đấy, mình sẽ hỗ trợ cho mọi người theo cái diện là qua Úc, theo cái diện là bảo lãnh. Công ty sẽ đứng ra bảo lãnh cho mọi người qua Úc làm nông nghiệp. Thì khi mà mọi người qua Úc ấy, thì mọi người sẽ phải làm theo công ty của mình. Được chưa ạ? Mình sẽ bảo lãnh cho mọi người qua Úc làm việc. Thì vụ mùa năm nay thì mình cần khoảng độ 180 người. Tính là 120 nhưng mà mình phải tuyển nhiều lên, bởi vì là có rất là nhiều người, người ta qua những cái nông trại ấy, thì họ cũng nhờ mình lấy người. Đấy, họ hàng nhà mình rất là nhiều. Thế thì năm nay dự kiến là lấy nhiều hơn, nhưng mà tạm thời thì mình hãy tuyển bằng đấy đã. Tuyển bằng đấy rất là khó, bởi vì nhiều người thì cũng không đạt được những cái sức khỏe. Rồi thì cái video ngày hôm nay thì mình sẽ khoảng độ chắc là chỉ khoảng 10 phút thôi để mình giới thiệu qua về cái kênh TikTok cũng như là cái kênh YouTube này của mình. Đấy, có số điện thoại mọi người lưu ý là phòng ngừa trường hợp là người khác sử dụng hình ảnh của mình nhé. Cho nên là mọi người phải thật cẩn thận cho mình. Nhớ được cái giọng của mình. Số điện thoại của mình là 0967 016126 đây này. Đấy. Và mọi người muốn liên hệ với mình ấy, thì hãy nhắn chủ động, nhắn qua Zalo chứ đừng gọi. Bởi vì là hiện tại thì mình ở Việt Nam. Nhưng mà khi mà mình qua Úc ấy, thì mình không, mọi người sẽ không gọi được mình đâu. Được chưa ạ? Mình vẫn có người ở bên này. Tuy nhiên rằng là phòng ngừa trường hợp là mọi người mình không quản lý được hết đấy, mọi người người ta lợi dụng cái hình ảnh của mình, được chưa? Cho nên mọi người hãy nhắn trực tiếp cho mình là cái số điện thoại của các bạn, được chưa? Cái số điện thoại của các bạn hoặc là những cái yêu cầu, những cái thắc mắc mà mọi người cần muốn hỏi ấy. Mà mọi người muốn hỏi thì mọi người hãy nhắn qua đây và chủ động gọi số điện thoại cho mình để mình add Zalo rồi mình gửi cho người ở bên Việt Nam họ tư vấn, được chưa ạ? Rồi. Số điện thoại của mình là nhá, 0967 016126 nhá. Ngoài ra mình không có số Zalo nào đâu, được chưa ạ? Đấy thì mọi người nhớ cho mình không có là những khi là mình không chịu trách nhiệm đâu nhá. Rồi ok, thì đây là kênh TikTok của mình, thì những ai mà lướt qua đây thì ủng hộ cho mình một cái lượt theo dõi, follow nhá. Thì trên này mình sẽ chia sẻ tất cả những kiến thức, đầu tiên thì là những kiến thức về cho mọi người có Úc là nông nghiệp đã. Sau sẽ là những kiến thức về những cái chính sách, những cái luật định kiểu visa hỗ trợ cho mọi người làm sao được qua Úc theo nhiều diện. Đấy, bây giờ hiện tại thì là những cái diện mà mọi người qua Úc để làm việc. Sau này thì sẽ là những cái chính sách cho mọi người, ví dụ như là kết hôn, thai sản. Được chưa? Rồi. Thì mọi người qua đây thì ủng hộ mình một like nhé. Rồi những ai có thắc mắc gì thì cứ bình luận trên kênh TikTok này thì mình sẽ có người để check cho mọi người. Mọi người muốn liên hệ với mình ấy, thì nhắn qua số Zalo 0967 016126. Được chưa ạ? Rồi mình chỉ sử dụng cái số điện thoại này duy nhất thôi nhá. Rồi. Đấy thì giới thiệu qua cho mọi người cái kênh TikTok của mình cũng như là cái nhiệm vụ của mình là hỗ trợ cho mọi người luyện thi PTE ở bên Việt Nam này. Để qua Úc làm việc, nếu như mà mọi người muốn qua đủ điều kiện theo điện visa 462 ấy, thì người của mình sẽ hỗ trợ cho các bạn đăng ký hồ sơ, hướng dẫn cho mọi người cái cách từ lúc chuẩn bị ôn thi cho tới khi các bạn xin visa, khám sức khỏe, xin visa rồi đặt vé máy bay qua Úc làm việc. Qua Úc làm việc theo visa 462 ấy, thì mọi người lưu ý cho mình là mọi người sẽ phải tự tìm việc nhé. Đấy, qua đó làm nông nghiệp, mọi người không chỉ làm nông nghiệp đâu, mà mọi người sẽ có thể làm được cả những ngành nghề là khách sạn hay là cả ngành nghề thủy sản công nghiệp, được chưa? Rồi đấy, thế thì nếu mà mọi người qua đó mà chưa có việc làm thì cũng liên hệ với mình qua số Zalo hoặc cái TikTok này nhá, thì nhắn với nội dung và kèm số điện thoại cho mình, thì mình add Zalo vào thì mình sẽ từ từ mình sẽ gọi dần, được chưa?
Rất là nhiều người đây, với số lượng view như này thì rất là nhiều người bình luận vào đây yêu cầu mình giải thích nọ kia, thế thì các mọi người cũng thông cảm cho mình, bởi vì mình cũng không thể nào mình tư vấn nhiều được. Đấy, mình cũng có công ty tư vấn đấy, nhưng mà mọi người cũng không thể nào mà chia sẻ hết cho mọi người được. Đấy, số lượng người hỏi là quá nhiều, cho nên mọi người thư thả cho mình một vài hôm nhé. Đấy thì cũng khoảng độ 10 phút rồi. Đấy thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Thì nhớ đăng ký kênh YouTube này của mình luôn nhé. Thì có gì thì mình sẽ chia sẻ trên này luôn những cái buổi nói chuyện, những kinh nghiệm luyện thi cũng như là kinh nghiệm qua Úc làm việc, được chưa?